xong hẳn đâu mà. Xe này xe xăng chứ làm gì điện đâu. Cho biết. Nhìn nó dưới tí còn không dám đi ấy. Đấy nhá, toàn cảnh cây cầu kính ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhá mọi người nhá. Đây, quay cho mọi người xem này. Bây giờ hiện tại là đang đi thẳng thôi, không dám nhìn mặt xuống dưới nhá. Nhìn xuống dưới chắc là không dám đi mọi người ạ. Nếu mà nhìn xuống là ghê chân không dám đi đâu. Thế ra đó, em không dám nhìn đâu. Nhá mọi người nhìn cầu kính này, rất dài nhá. Đây, review cho mọi người xem chiếc cầu kính ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhá. Cây cầu kính độ dài nhất thế giới nhá. Nhưng mà hiện tại là mình không dám nhìn xuống dưới mọi người ạ. Nhìn xuống dưới ghê chân quá. Thế là tổng là 632 mét phải không? Nha, cái cầu này tổng cộng chiều dài là 632 mét nha mọi người nhá. Đây có phải là cây cầu kính cả bên kia, đây cái bên kia là 342.
chiêm ngưỡng chiếc cầu kính đi bộ dài nhất thế giới ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nha. Tiếp tục review cho mọi người xem nhá. Mình vừa đi mình vừa rón rén chân mọi người ạ, không dám nhìn xuống dưới cơ. Mà nhìn xuống cái rồi mà nhìn thấy là chân là run lẩy bẩy luôn. Đấy, toàn bộ cái cầu kính dài 290m. Riêng cái cây cầu này và bên cây cầu bên kia là 342m, tổng là 632m. Toàn bộ là bằng kính nha mọi người nha, mặt kính nha. Đây cho mọi người chiêm ngưỡng. Nếu ai có dịp thì đến huyện Mộc Châu của tỉnh Sơn La nha, để chiêm ngưỡng chiếc cầu kính này nha. Này nhìn thế này mới sợ này. Thế này. Ôi em chẳng nhìn đâu. Em chẳng nhìn đâu. Đi cứ thấy rút á. Đi rút á cả chân này. Đấy nha, bây giờ cây cầu này là 342m. Vâng. Bên này là 290 đây. Không có cái cấy dầm xi măng bắn vào đá này. Đá nước cao. Yeah. Nhưng mà bạch long cầu kính bạch long ơi này, phải chụp ảnh lấy cái hình ảnh ở đây nó mới đẹp này. Cầu bám vách núi nha. Chào em. Cái này là 342m đấy phải không em ơi? Mọi người thấy đẹp không? Chiếc cầu quá đẹp. Đây này, cho mọi người xem này đấy. Yeah. Nhìn rất là đẹp luôn. Nha, chiếc cầu này là bám dọc theo vách núi nha mọi người nha. Không ạ. Không. Cái này thực ra những cái dầm này họ bắn khoan đá vào, nhưng mà cái quan trọng nhất là họ đứng kiểu gì để mà làm cơ. Đấy. Ông để ý này, tôi chụp cho ông đẹp như này. Hôm nay quay cho mọi người xem cận cảnh chiếc cây cầu kính ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đây. Cây cầu kính đi bộ dài nhất thế giới đây. Đây lại có em gái xinh đẹp nè. Đây.
Đây, toàn khoan, rất nhiều khoan. Phía dưới kia là khu trò chơi nhá mọi người nhá. Dưới chân cầu kìa. Ở đấy ở dưới là khu vui chơi. Tàu kia là tàu mô hình nhà ấy thôi, nhà nghỉ, phòng nghỉ. Tàu mô hình. Không phải gỗ. Cái này bằng nhựa đâu, không phải gỗ đâu. Nhựa phíp thôi, không phải gỗ. Gỗ phíp. Nhưng mà mới đầu vào, nhìn ra gỗ đi. Mới đầu vào, nó nhìn xuống dưới. Nghe chân. Nó bằng phíp đấy, không phải gỗ. Đấy nha, lội xuống rồi nha. Đấy nha. Đi bình thường cũng vậy, nhưng mà xuống nhìn là hoa mắt. Đây là cái lá to này. Dọc thế nhỉ. Đang ở dưới chân cầu rồi.
đây còn là chiếc cầu ấy này đây. Cầu này là 290 mét đây. Phía khu bên dưới nhà đang hoàn thiện nha mọi người nha. Du lịch cá mập đấy. Nhưng mà những cái này cắt đi mà.